Xin cảm ơn và tiếp nhận thông điệp của vũ trụ qua trái bài. Ai đang không ngừng nghĩ về bạn? Nếu như bạn nhìn thấy cái video này, xem như bạn hữu duyên. Và mình chỉ nói những điều cần nói, chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực nhất. Vì thông điệp có rất nhiều, các bạn thấy thông điệp nào phù hợp thì các bạn tự biết ha. Mình xin bắt đầu trải bài. Trong trải bài các bạn có lá King of Wands, du gậy. Kế tiếp nữa là các bạn có lá 4 tiền, Four of Pentacles. Và lá cuối cùng nữa là các bạn có lá 9 gậy, Nine of Wands. Và nhân vật không ngừng nghĩ về bạn, mang một năng lượng nam. Dù bạn là nam hay là nữ, hay trong mối quan hệ, bạn mang tính nam nhiều hơn. Đây là một người rất là trưởng thành, tự tin, mạnh mẽ và năng động. Có tài là bẩm sinh là lãnh đạo nha các bạn. Có dấu hiệu từ các cung như là Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã. Đây là một người rất là thân thiện, rất là tự nhiên luôn á. Vui tính, duyên dáng và rất là giỏi sử dụng ngôn từ hay sử dụng cái giao tục ngữ hay cái lời nói rất là thấm lòng người. Một người không có sợ hãi, tuy nhiên họ suy nghĩ rất là tự do và mông lung. Có động lực và định hướng trong hành động, có tính cách rất là độc lập. Tuy nhiên mà cái người này rất thích tự do và sẽ không bao giờ chịu đựng sự thiếu thốn và nghèo đói. Và cái hạn chế của người này đôi khi rất là tự cao, tự đại, nóng tính và thích kiểm soát. Tuy nhiên mà ở mức độ vừa phải á, khi mà họ cho phép họ cảm thấy là bản thân mình nên tự hào về mình, biết đam mê, trung thực và trung thành, thì thực sự người này đáng tin cậy và rất là có tính bảo vệ người khác. Và có một lời khuyên là cái người này rất là ghét bị ai đeo bám hoặc là có đời sống thiếu thốn nghèo nàn. Và anh ta bị hun hút bởi những người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và không có cố gắng hạn chế sự tự do của anh ta. Và nếu như bạn làm cho anh ta cảm thấy choáng ngợp về mặt cảm xúc, anh ta sẽ cắt đứt cảm xúc khá đột ngột và biến mất ngay tức khắc. Và có một điều nữa là các bạn phải nhớ cho phép người này được tự do nếu như bạn muốn có một quan hệ lâu dài với người này. Nên các bạn hãy chú ý những người có cung Nhân Mã, cung Bạch Dương thuộc cung lửa nha các bạn. Và kế tiếp mình sẽ xem cái hành trình của người này trong cuộc sống là gì, để xem là bạn có hợp với người này hay không về tính cách cũng như công việc của họ. Và cái người này hình như là có một cái sự tích trữ gì đó. Nếu như mà họ đã nhận được thứ gì đó và quyết không muốn chia sẻ nó với bất kỳ ai, hoặc là họ không muốn vứt bỏ nó dù nó không còn giá trị sử dụng, lá bài này ám chỉ ra họ đang có một cái sự gì rõ ràng trong chuyện tình cảm của mình và có những ám ảnh trong đời của họ. Và họ có xu hướng là tự mình lừa dối bản thân mình, và đôi khi cái sự lừa dối này lại làm phiền và ảnh hưởng đến người khác rất là nhiều. Họ có một sự cố chấp có thể mang lại kết quả tốt, nhưng mà nếu như bạn họ biết chinh phục cái những mục tiêu trong cuộc sống. Tuy nhiên những sự cố mà cố chấp ngang bướng sẽ khiến cho họ thua thiệt trong tất cả các tình huống mà họ gặp phải trong cuộc sống này. Và cái người này đi tìm kiếm là tìm kiếm một cái người hoàn hảo và toàn diện. Tuy nhiên trên thực tế là không có ai đáp ứng được yêu cầu này hết á. Do đó khi mà họ đi tìm cái sự hoàn hảo thì tạo nên cho sự thất vọng của họ rất là nhiều. Bởi vì họ cảm thấy là họ muốn cái mối quan hệ này được hoàn hảo nhất có thể, nhưng tất cả đều không có xứng đáng như những gì họ nghĩ. Ám chỉ là họ sẽ có một cái mối quan hệ khiến cho họ vô cùng mệt mỏi. Lời khuyên là họ hãy thả thấp tiêu chuẩn của bản thân và yêu là chấp nhận thay đổi cùng nhau, không nên ép buộc đối phương làm những điều họ không thích hoặc là không biết tiếp thu ý kiến từ người yêu của mình. Bởi vì bản thân của người này rất là có tự cao nha các bạn. Do đó họ hay tự hào những thành tích cũ, khiến họ ngủ quên trên chiến thắng và bị bỏ lại phía sau. Hy vọng là họ sẽ tiếp tục cố gắng và hoàn thiện bản thân mình hơn. Nên nhớ rằng mình giỏi sẽ có người giỏi hơn. Có cảnh báo sự xuất hiện của đối thủ cạnh tranh sẽ khiến cho cuộc sống của họ xáo trộn rất là nhiều. Và bản thân cái người này đang coi vật chất là trên hết, và họ gần như là không tin tưởng ai hết á. Họ lo sợ cái người khác sẽ lấy đi cảm xúc của họ, làm cho họ bị tổn thương. Một sự sống ích kỷ trong cái bản thân của người này. Và về phần tài chính là họ đang phung phí cho cái tài chính của họ rất là nhiều,
do đó họ gặp vấn đề về tài chính. Và có một vấn đề nữa là họ nên thả lỏng cái bản thân của mình và thử tin tưởng những người xung quanh, thì họ sẽ tìm được thoải mái cho chính họ. Và bản thân cái người này thì đang rất là kìm hãm để cho mình không có tiếp cận với những cái mối quan hệ, bởi vì họ không có cởi mở cái tâm hồn và trái tim của mình. Do đó họ sợ rất là thay đổi. Có dấu hiệu là họ vẫn còn giữ tình cảm với người yêu cũ, hoặc là họ chưa sẵn sàng để bước tiếp. Dù nguyên nhân gì hết á, thì họ cần phải giải quyết những vấn đề này trước khi mà họ có thể đón nhận một cái mối quan hệ mới. Và đâu đó bản chất của người này biểu hiện cho chủ nghĩa vật chất, hơi xề xò, và có gì đó họ biểu thị sự thiếu ổn định và an toàn về tài chính. Người này thực sự không phải là có nhiều tiền nha các bạn. Họ đang gặp vấn đề về tài chính rất là nặng. Và cá nhân của người này đang theo đuổi cái thành công thông qua cái việc làm chăm chỉ và quyết tâm rất là nhiều. Mà cái lời khuyên là họ tránh đi đường tắt, vì có thể là chúng sẽ phản tác dụng. Và lá bài kế tiếp sẽ báo là tiềm năng của tình cảm giữa bạn và họ có tiến triển tốt hay không. Theo như lá bài thì họ trả lời là không, tình cảm của bạn sẽ không đi đến đâu với người này hết. Bởi vì cái người này không có chịu hỏi thiệp hay nhượng bộ, rất là cứng đầu, cứng nắp hoặc là cố chấp, biểu thị có một sự bế tắc, rút lui và bỏ cuộc, và không còn mong muốn gì trong mối tình cảm hết trơn á. Mặc dù cái người này đang nghĩ đến bạn rất là nhiều, chỉ ra là bản thân họ đang rất là yếu kém về ý chí, mệt mỏi và thiếu can đảm và bền bỉ trong cuộc sống này. Và do họ cũng không chịu học hỏi từ những cái sai lầm trong quá khứ, hoặc rơi vào cái rào cản của chính mình, biểu hiện sự mất cảnh giác của họ, nên do đó họ gặp những cái rắc rối xảy ra rất bất ngờ trong cuộc sống của mình. Mà nếu như bạn nghĩ cái người này là cái người đã trong mối quan hệ của bạn xưa kia, thì có thể là hai bạn trước đây đã tranh cãi và đã rơi vào cái bế tắc khi cả hai đều đang tìm cách hàn gắn, nhưng mà không có được bởi vì cái người này từ chối hỏi thiệp với bạn. Và nếu như hai bạn muốn kéo dài cái mối quan hệ này, thì cần có một trong hai phải hỏi thiệp với nhau, và cả hai bạn cần phải học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ. Nếu như mà bạn cảm thấy là cái người đó có tâm trạng cố chấp hoặc bướng bỉnh, hãy tự hỏi là bản thân của bạn có đó muốn mình hạnh phúc trong cuộc tình này không? Và chính cái người đó cũng phải đặt câu hỏi là bản thân của họ có thấy mình đúng và họ có muốn sống hạnh phúc hay không? Nếu như mà các bạn đang ở trong một mối quan hệ mới và bạn nghĩ cái người này là chính cái người nói trong trải bài, thì đối tác của bạn có thể đang gặp các lo lắng về cái việc họ tổn thương trong quá khứ. Do đó bạn hãy từ bi, nhưng hãy nhớ rằng bạn không phải là cái người để cho họ đổ lỗi tất cả những thất bại trong mối quan hệ quá khứ lên mình. Do đó hãy bao dung họ, nhưng đừng có để cho họ coi thường bạn. Và nếu như bạn còn độc thân và cái người này ở thì tương lai một người bạn chưa biết, thì đây là cái thời điểm cho thấy bạn bắt đầu phải sẵn sàng bỏ ra cái sự sợ hãi và cảnh giác khi yêu. Bởi đây là một cái sự phát triển tuyệt vời cho bạn. Bạn đã học được từ những cái quan hệ trong quá khứ, những cái đau buồn, và bạn biết lấy lại sức mạnh của mình, sẵn sàng bước tiếp vào cái mối quan hệ mới. Có thể là bạn đang cảm thấy những cái tổn thương trong quá khứ đã khiến bạn không có hoàn toàn tin vào tình yêu và muốn từ bỏ nó. Đây là lúc mà bạn cần phải có không gian để lấy sức của mình. Đừng khép mình trước khả năng gặp gỡ với ai. Một cái người mới hoàn toàn có khả năng tiến đến với bạn nếu như bạn chịu buông bỏ cái quá khứ. Không phải tất cả cái mỗi người ngoài kia sẽ làm tổn thương bạn. Đây là lá bài chỉ ra rằng có thể bạn nên bắt đầu cảm thấy sẵn sàng bỏ ra những cảm giác sợ hãi khi yêu. Và kế tiếp là cái lời nhắn nhủ của cái những thiên thần hộ mệnh và thông điệp từ vũ trụ là đây là cái thời gian bạn nên cho đi tất cả những đau buồn trong quá khứ. Ánh mặt trời vẫn chiếu sáng mỗi ngày, và nó giống như cái hành trình cuộc sống của bạn vậy đó. Các bạn hãy thấy cái đẹp trong mọi cái vấn đề xảy ra trong cuộc sống của mình. Biết đâu là mặt trời nó luôn luôn sẽ mọc lại vào sáng ngày hôm mai. Hãy kết thúc những nỗi sợ hãi của mình và bắt đầu cuộc hành trình mới. Cái thiên thần hộ mệnh của các bạn sẽ theo đuổi các bạn trong từng giai đoạn của cuộc sống và từng chu kỳ của cuộc đời. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.